Lạy mẹ Maria, khi tứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2021 và cũng là chương trình lần thứ 1024 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: Hạnh các thánh, Thánh Teresa Avila và câu chuyện đời của Thánh Gabriel Ponsenti. Xin kính mời quý vị theo dõi. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Thánh Teresa Avila trong tác phẩm 36 Thánh Tiến Sĩ, không dễ tóm tắt đời sống tâm linh sâu sắc và nổi bật của Thánh Teresa trong vài lời. Tôi chỉ muốn đề cập mấy điểm trọng yếu. Thứ nhất, Thánh Teresa nói đến các nhân đức tin mừng như là nền tảng cho mọi Kitô hữu và cho đời sống con người, cụ thể là thái độ từ bỏ chiếm hữu, khó nghèo, tin mừng, và điều này liên hệ đến tất cả chúng ta, rồi đến đức ái dành cho tha nhân như một yếu tố quan trọng của đời sống cộng đoàn và đời sống xã hội. Tiếp đó, đức khiêm nhường tựa như tình yêu dành cho chân lý, đức kiên nhẫn như hoa trái của lòng can đảm Kitô giáo, đức cậy, điều mà thánh nhân miêu tả là niềm khát khao nguồn nước hằng sống. Chúng ta cũng không quên đức tính nhân bản mà thánh nữ chỉ dạy: thái độ nhã nhặn, thành thật, khiêm hạ, lịch sự, luôn niềm mở và cư xử có văn hóa. Thứ hai, Thánh Teresa cho thấy một sự hòa hợp thẳm sâu với những nhân vật vĩ đại trong Kinh Thánh và niềm khát khao lắng nghe lời Chúa. Trên tất cả, thánh nữ cảm nhận một sự tương đồng gần gũi nào đó với vị hôn thê trong sách Diễm Ca, với Thánh Phaolô tông đồ, cũng như với Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn, với Đức Giêsu trong nhiệm tích thánh thể. Thế rồi, thánh nhân nhấn mạnh việc cầu nguyện quan trọng đến mức nào. Ngài nói, cầu nguyện có nghĩa là sống tình bằng hữu, thường xuyên chuyện trò thân mật với Thiên Chúa, đấng chúng ta nhận biết và rất mực yêu thương chúng ta. Quan niệm của Thánh Teresa tương đồng với câu định nghĩa của Thánh Thomas Aquino về đức mến là tình bằng hữu giữa con người với Thiên Chúa, đấng chủ động đi bước trước, trở nên bạn hữu của con người. Tình bằng hữu giữa con người với Thiên Chúa luôn khởi đi từ phía Thiên Chúa, đấng là nguyên ủy vạn vật. Cầu nguyện là sự sống và nó tiến triển dần dần qua mỗi bước tăng trưởng của đời sống Kitô hữu. Cầu nguyện ban đầu là khẩn nguyện, rồi nội tâm hóa bằng suy niệm, cho đến khi kết hợp trong tình yêu với Đức Kitô và với Ba Ngôi. Hẳn nhiên, trong quá trình tiến triển, đỉnh cao của cầu nguyện không phải là loại bỏ đi các cách cầu nguyện trước đó, đúng hơn là dần đào sâu mối tương quan với Thiên Chúa, đấng làm chủ toàn bộ với đời sống con người. Hơn một lối sư phạm, giáo huấn của Thánh Teresa là cuộc khai mở đích thực của đời sống cầu nguyện. Thánh nhân dạy cho những ai đọc các tác phẩm của Ngài phải biết cầu nguyện thế nào, bằng việc cầu nguyện với những lời có trong sách ấy. Thật vậy, Ngài thường ngắt quãng sự đơn điệu, nhàm chán của những lời giải thích trong sách bằng vài lời cầu nguyện tự phát. Một chủ đề khác nữa mà Thánh Teresa nói đến là vai trò quan trọng của nhân tính Đức Kitô. Thực vậy, đối với Teresa, đời sống Kitô hữu chính là mối tương quan cá vị với Đức Giêsu, vốn đạt đến cực điểm trong sự kết hiệp với người nhờ ân sủng, lòng mến và hoàn toàn bắt chước người. Vì tầm quan trọng của nhân tính Đức Kitô, thánh nhân hằng suy niệm về cuộc khổ nạn của Đức Kitô gắn liền với bí tích thánh thể, như là sự hiện diện của Đức Kitô trong giáo hội,
đối với đời sống của mọi tín hữu và như là trung tâm điểm của phụng vụ. Thánh Teresa dành trọn tình yêu tuyệt đối cho giáo hội, trình bày một cảm thức giáo hội rất sống động. Mặc dù thánh nhân đứng trước sự chia rẽ và mâu thuẫn rất lớn bên trong giáo hội vào thời đại của ngài, Thánh Teresa đã cải tổ dòng Cát Minh với ý định phục vụ và bảo vệ giáo hội Công giáo Roma thánh thiện, tự nguyện hiến dâng cuộc đời của mình cho giáo hội. Một khía cạnh thiết yếu sau cùng về giáo huấn của Thánh Teresa, điều mà tôi muốn nhấn mạnh là sự trọn lành, như toàn bộ khát vọng và cùng đích của đời sống Kitô hữu. Thánh nhân có một ý niệm rất rõ ràng về sự trọn hảo của Đức Kitô được thực hiện qua các Kitô hữu, kết thúc của hành trình lâu đài nội tâm. Trong căn phòng cuối cùng, Teresa mô tả về sự trọn hảo này đạt đến việc cư ngụ của Chúa Ba Ngôi trong sự hợp nhất với Đức Kitô qua mầu nhiệm nhân tính của người. Anh chị em thân mến, Thánh Teresa Giêsu là một thầy dạy thực thụ của đời sống Kitô hữu cho mọi người qua mọi thời. Trong xã hội chúng ta, nhiều nơi thường thiếu vắng những giá trị tâm linh. Thánh Teresa dạy chúng ta hãy trở thành những chứng nhân bất khuất của Thiên Chúa về sự hiện diện và hành động của người. Thánh nhân dạy chúng ta hãy thực sự khát khao hướng về Thiên Chúa, đấng hiện hữu nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Lòng khát khao này giúp chúng ta nhìn ngắm Thiên Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa, đi vào cuộc trò chuyện với người và trở nên bạn hữu của người. Đây là tình bằng hữu mà tất cả chúng ta cần đến, điều mà chúng ta phải kiếm tìm lại mỗi ngày, không nơi nghỉ. Cầu mong cho gương sáng của Thánh Teresa, sự chiêm niệm thâm sâu và hoạt động có hiệu quả của thánh nhân khích lệ chúng ta mỗi ngày biết dành ra một khoảng thời gian thích hợp để cầu nguyện, rộng mở tâm hồn cho Thiên Chúa, kiếm tìm Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa, khám phá tình bằng hữu của Thiên Chúa và đạt được sự sống đích thực, thật thế. Nhiều người trong chúng ta vẫn tự nhủ, tôi không sống thực sự, bởi vì tôi không thi hành những điều cốt yếu nhất trong cuộc đời tôi. Vì thế, thời gian dành để cầu nguyện không phải là khoảng thời gian vô bổ, đó chính là khoảng thời gian cho con đường sự sống mở ra. Con đường mở ra để học biết từ nơi Thiên Chúa một tình yêu mãnh liệt dành cho người, dành cho giáo hội và quyết lòng thực thi đức ái với tha nhân. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần tiểu sử của Thánh Gabriel Posenti, người con cưng của mẹ đau thương, sinh năm 1838 và mất năm 1862. Lúc còn niên thiếu, Francisco Posenti đã tận hưởng các thú vui của trần gian, nhưng khi được sự hướng dẫn của mẹ Maria, chàng đã vào dòng thương khó và trở nên một tông đồ của mẹ đồng công. Bề ngoài cuộc đời của Francisco xem ra không có gì lạ, và sự thánh thiện của Francisco chỉ bao gồm trong việc yêu mến và trung thành với đời hy sinh cầu nguyện. Tất cả những điều đó đã được thể hiện với một tâm hồn thật vui tươi. Khi còn sống, Francisco đã không làm phép lạ nào, nhưng sau cái chết anh hùng của Francisco, mộ của ngài đã biến thành một nơi hành hương và nhiều lời cầu xin đã được chấp nhận. Sau khi Francisco được tôn phong lên bậc hiển thánh vào năm 1920, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 đã đặt Thánh Gabriel làm bổn mạng của giới trẻ Công giáo. Là người đồng hương với Thánh Francisco nghèo, Francisco Posenti chào đời năm 1838 tại Assisi, Ý, và là con thứ 11 trong 13 người con của một công chức. Khi Francisco được 4 tuổi thì bà thân mẫu đã qua đời vì bệnh phổi. Trên giường hấp hối, mỗi người con của bà đã đến hôn bà để giã từ. Khi đến lượt Francisco, mẹ em đã nói:
Con nhỏ của mẹ ơi, xin Đức Mẹ gìn giữ con. Ngày hôm sau, trong khi Francisco khóc thương mẹ, chị của em là Maria Lui đã vỗ về em và hứa sẽ thay mẹ chăm sóc em. Người chị này đã giữ lời hứa đó cho đến khi chị chết sớm vì bệnh dịch tả vào năm 1855. Chị đã giúp ba để coi sóc nhà cửa và giúp các em trong việc giáo dục, nhất là việc dạy giáo lý. Hơn mọi điều khác, cái chết của người chị mến thương này đã khiến cho Francisco hiểu được mục đích của cuộc sống con người trên trần gian này. Sau biến cố ấy, Francisco đã quyết định muốn làm linh mục. Chàng đã xin sự trợ giúp của người mẹ trên trời và xin mẹ soi sáng cho chàng biết phương thế nào tốt nhất để đạt được ơn gọi này. Vì cơn dịch tả năm 1855 quá dữ dội, nên dân thành Spoleto đã phải xin ơn trợ giúp của trời cao. Họ đã xin Đức Tổng Giám Mục ban phép lành cho họ bằng bức ảnh Đức Mẹ Byzantine mà truyền thuyết cho rằng chính Thánh Luca là tác giả. Trong khi ban phép lành, Đức Tổng Giám Mục đã thay dân để hứa với Đức Mẹ là sẽ tổ chức cung nghinh mẹ hàng năm nếu cơn dịch tả chấm dứt. Quả thật, từ khi phép lành được ban, không còn ai bị chết và cũng không ai mắc phải chứng bệnh này nữa. Một năm sau, trong khi cung nghinh mẹ như lời đã hứa, Francisco đã quỳ trong đám đông để tôn vinh Đức Mẹ. Trong khi cuộc rước đi ngang qua chỗ Francisco đang quỳ, chàng nghe thấy một tiếng nói từ sâu thẳm linh hồn của chàng. Francisco ơi, tại sao con còn ở thế gian? Nơi đó không dành cho con, hãy theo đuổi ơn gọi của con. Lúc đó Francisco đang theo lớp 12 tại trường các cha dòng tên. Được ơn soi sáng của Đức Mẹ, chàng đã xin thân phụ cho phép vào dòng thương khó. Nhưng cũng như những lần trước, thân phụ chàng đã từ chối. Sau nhiều lần thảo luận về vấn đề này, bề ngoài xem ra ông phải chiều theo ý của chàng, nhưng trong thực tế ông vẫn cố gắng làm chàng đổi ý. Ông cũng nhờ một số họ hàng thân quyến thuyết phục chàng bỏ ơn gọi. Lần trước khi Francisco xin phép thân phụ để vào dòng thương khó, ông đã thẳng thắn từ chối và vấn đề đã được tạm thời gác qua một bên. Vì lòng thảo hiếu và kính phục đối với ông thân sinh, Francisco tạm gác lại ý định đi tu và tiếp tục cho xong chương trình trung học. Lúc ấy, 7 trong số 13 người con của gia đình ông Pocenti đã qua đời. Trong 6 người còn sống, một người đã làm linh mục, một người lập gia đình và 2 người đang đi học ở xa. Thân phụ của Francisco lúc này đã ngoài 60 tuổi, muốn giữ 2 người con còn lại ở nhà bao lâu có thể. Vì tính tình cởi mở và trí khôn thông minh, ông có nhiều chương trình cho chàng. Thêm vào đó, ông cảm thấy đời tu sĩ dòng thương khó quá khắc khổ đối với người con mà ông biết rằng rất ham thú vui trần tục. Tu sĩ dòng thương khó phải sống một cuộc đời chiêm niệm, nghiêm nhập trong khi làm việc tông đồ. Cuộc sống đó chắc chắn sẽ đòi Francisco phải hy sinh tất cả những gì chàng đang được hưởng. Sau lần xin đầu tiên đó, Francisco tiếp tục cuộc sống bình thường. Là một học sinh ưu tú, Francisco đã được chọn để đọc bài diễn văn mãn khóa. Chàng thích săn bắn và cũng là một tay thiện xạ. Chàng thích cưỡi ngựa và khiêu vũ. Chàng thích các thiếu nữ và cố gắng để được khiêu vũ với các cô nhiều bao nhiêu có thể. Ngoài ra chàng cũng biết ăn diện và mái tóc chàng luôn được chải chuốt đàng hoàng. Đôi khi chàng cũng thích làm trò hề, vì chàng thấy nhờ đó có thể đem nụ cười đến cho các bạn. Vì khả năng này, Francisco có rất nhiều bạn. Chàng thường với các bạn tham dự các buổi nhạc kịch và làm thơ. Lúc còn nhỏ tuổi, Francisco cũng tham dự trong nhiều cuộc phá phách liều lĩnh. Trong một lần vật lộn, Francisco đã bị đối phương đánh cho dập mũi, là thành viên của một đảng gọi là lãnh chúa thành Spoleto. Chàng đã cùng với chúng bạn làm nhiều chuyện động trời, đáng kể nhất
là có lần cả bọn cưỡi ngựa vào thành phố, rồi để cho ngựa đá lên cửa nhà người ta. Cùng với bọn họ, chàng cũng lén hút thuốc, cờ bạc và nhiều khi cũng cá tiền, khiến cho cuộc vui trở nên thật là náo nhiệt. Về đường tình ái, vì đã có ước vọng đi tu, nên tuy tính tình ham vui chơi, chàng cũng không theo đuổi một bóng hồng nào. Trong đám bạn bè giao tiếp, có cô Maria Penechetti rất thích chàng. Sau này Maria Penechetti đã được tham dự lễ phong thánh cho Francisco. Hơn nữa, cha mẹ đôi bên coi hai người như đã hứa hôn với nhau. Sau khi xin phép thân phụ lần thứ hai, Francisco đã viết thư xin nhập dòng thương khó. Khi lá thư của cha bề trên gửi cho biết bằng lòng nhận chàng, thì thân phụ của chàng đã giấu không cho chàng biết. Chờ mãi mà không thấy thư trả lời của nhà dòng, Francisco đã nhất quyết lên đường đến tu viện dòng thương khó tại Moroval để đích thân xin nhập dòng. Ông Pocenti đã nhờ hai người anh của Francisco thuyết phục chàng bỏ ý định đi tu dòng, nhưng họ đã không thành công. Sau cùng ông cụ đành để cho Francisco lên đường và cho một người anh của chàng đi theo. Trong khi đó ông cụ đã nói với họ hàng thân thuộc là hai anh em đi thăm một gia đình họ hàng ở phương xa, để nếu lỡ mà chàng tu không đắc đạo, thì khi trở về Francisco khỏi phải xấu hổ với bà con lối xóm. Ông cũng xin một vài gia đình họ hàng mà hai anh em sẽ ghé thăm trên đường đến nhà dòng để họ can ngăn Francisco. Nhưng với cử chỉ điềm tĩnh, Francisco đã trả lời tất cả những thắc mắc của họ một cách chân thành nhưng cương quyết. Sau cùng tất cả đã đồng ý, chỉ trừ có ông thân sinh của chàng. Khi đã đến gần nhà dòng, chàng thật lo âu vì sợ không được nhận vào dòng. Đến nơi, Francisco đã thật ngỡ ngàng khi nghe vị giám tập nói với chàng: "Chúng tôi đã không còn hy vọng được gặp anh." Francisco và một người anh của chàng là linh mục dòng Đa Minh, đến lúc ấy mới biết là thân phụ của chàng đã giấu bức thư nhận chàng vào dòng. Mặc dù cha Louis tỏ ra rất buồn khi giã từ em, vì cảm thấy sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa, nhưng cha đã thật hãnh diện vì lòng can đảm của Francisco khi chàng quyết định đi đến nhà dòng mà không biết mình có được nhận hay không. Để nói lên cuộc đời bỏ mình của các tu sĩ dòng thương khó, một trong những nghi thức thật cảm động, Francisco đã được nhận một thánh giá cùng với mạo gai và lời khuyên bảo hãy hạ mình xuống và lệ thuộc mọi người vì Chúa Kitô. Thêm vào đó, Francisco cũng được nhận tên mới là Gabriel mẹ sầu bi. Vị giám tập đã khôn ngoan hướng dẫn cho thầy Gabriel hiểu rằng trong khi làm việc, chủ ý của việc làm thì quan trọng hơn là kết quả của việc làm. Do đó thầy đã dùng nhiều giờ để suy gẫm về ý nghĩa và giá trị của đức khiêm nhượng. Thầy luôn cố gắng tập nhân đức này trong những điều nhỏ mọn hàng ngày. Suốt thời gian ở nhà tập, thầy đã sống trong tinh thần bỏ mình hy sinh và luôn cố gắng tuân giữ mọi kỷ luật. Người ta thường nói đời tu là một cuộc tự đạo liên lỉ. Câu nói đó đã được thực hiện từng nét trong trường hợp thầy Gabriel. Dầu vậy, trong một lá thư gửi cho ông thân sinh, thầy Gabriel đã thưa với ông rằng: "Đời con là một chuỗi dài những hạnh phúc bất tận, là một người rất quý mến gia đình, nên có thể nói điều làm cho thầy phải khổ hơn cả trong thời gian này là ông thân sinh đã từ chối không tham dự lễ khấn của thầy. Như những vị thánh khác, Gabriel cũng đã trải qua một giai đoạn mà các nhà tu đức gọi là đêm tăm tối của linh hồn. Trong đêm tăm tối này, có lúc linh hồn cảm thấy như bị Thiên Chúa ruồng bỏ, lúc khác lại bị những cơn cám dỗ hay những cơn thử thách thật hãi hùng. Nhờ ơn phù trợ của Chúa và với ý chí sắt đá, thầy đã kiên vững trong đời cầu nguyện và luôn cố gắng tuân giữ mọi luật lệ trong dòng. Sau khi nghe tin một thầy trẻ dòng thương khó mới qua đời tại một tu viện gần đó, thầy Gabriel đã đến nhà thờ để xin Chúa ban cho mau được chết. Khi thầy tỏ điều đó cho vị giám tập,
Ngài liền cấm thầy không được cầu xin như thế nữa. Dầu vậy, có lẽ Thiên Chúa đã nhận của lễ hiến tế tự tình này, vì từ hôm ấy trở đi, sức khỏe của thầy Gabriel bắt đầu yếu dần. Thầy bắt đầu bị ho, một dấu của bệnh phổi. Khi đã xong 5 tập, thầy Gabriel được gửi đến tu viện nằm trên một ngọn núi tại Isola. Vì tình hình chính trị lúc đó không được yên ổn, các vị bề trên nghĩ rằng tu viện này là nơi an toàn nhất để cho thầy tiếp tục học hành. Tại tu viện này, thầy Gabriel cùng với các thầy khác tiếp tục học để sửa soạn làm linh mục. Một ngày nọ, trong khi thu dọn phòng chứa đồ, thầy Gabriel tìm thấy một tượng Đức Mẹ bị sứt mẻ và phai màu. Sau khi đã được phép bề trên, thầy bắt đầu sửa sang và sơn lại bức tượng. Thầy cũng may áo cho tượng Đức Mẹ. Sau khi đã hoàn tất, bức tượng này đẹp đến nỗi cha bề trên đã đặt bức tượng vào một chỗ đặc biệt trong nhà nguyện của tu viện để tôn kính. Trong những ngày theo học tại đây, lòng kính mến Đức Mẹ của thầy mỗi ngày một tăng. Mỗi lần thầy thấy một tài liệu nào về Đức Mẹ, thầy liền chép vào một cuốn sổ. Từ những tài liệu này, thầy đã soạn cuốn Simbolo Mariano, là dấu hiệu của Đức Mẹ, gồm 52 bài nói về Đức Mẹ. Lòng sùng kính Đức Mẹ của thầy cũng được bày tỏ qua bức thư gửi cho một người em. Thầy nói, hãy yêu mến Đức Mẹ, mẹ thật đáng yêu, người là đấng trung tín và bền vững. Nếu em yêu mến mẹ, em sẽ không phải luống công vô ích. Nếu em gặp nguy hiểm, mẹ sẽ vội đến cứu giúp. Nếu em gặp khó khăn, mẹ sẽ ủi an vỗ về em. Nếu em bị bệnh tật, mẹ sẽ kịp cứu chữa em. Nếu em cần sự trợ giúp, mẹ sẽ đến bên em để phụ giúp em. Mẹ sẽ không xét em là người thế nào. Điều cần duy nhất là em phải có một trái tim muốn yêu mến mẹ. Mẹ sẽ kiếp đến và mở rộng trái tim đầy lòng thương xót của mẹ trên em. Mẹ sẽ ôm ấp ủi an và phụ trợ em. Mẹ cũng sẽ ở bên cạnh em để đồng hành với em trong cuộc hành trình về quê trời. Cũng thời gian đó, chiến tranh ngày càng lan tới Isola. Đến năm 1859, vua Victor Emmanuel nước Piemonte đã bắt tay hợp tác với Garibaldi. Quân đội của Piemonte tiến đến thành nào là lập tức ra tay cướp của, hãm hiếp và phóng hỏa tất cả. Không lâu sau, có lời đồn một bọn lính đang tiến gần đến Isola. Nhiều người đã bỏ thành phố đi nơi khác, chỉ còn lại sót vài người. Sau khi truyền lệnh cho các thầy vào nhà thờ để cầu nguyện xin Chúa ban cho thành phố được thoát nạn, cha bề trên tu viện đã giấu tất cả các đồ quý giá và ẩn mình trong phòng riêng. Những người còn ở lại trong thành Isola đã phải trải qua một đêm kinh hoàng. Quân lính cướp bóc, phá phách nhà cửa. Có một đội lính được chỉ định bảo vệ thành phố cũng bị chúng đánh đuổi. Vì cảm thấy đây là một điều quá bất công, cơn nóng đã bùng lên trong lòng thầy Gabriel. Bất chấp mọi sợ hãi, thầy đã xin phép vào thành phố để giúp dân chúng. Lúc đó có khoảng 20 quân lính đang phá phách khắp nơi. Họ đang say rượu và bắt đầu đốt các nhà gần đó. Một tên lính khác, trong khi đang kéo lê một cô gái, thì thấy một thầy tu đang một mình đi trên đường. Hắn đã mỉa mai thầy. Thầy Gabriel liền nhanh tay rút khẩu súng của hắn ra khỏi bao và dọa nếu hắn nhúc nhích hoặc không chịu thả cô gái ra thì thầy sẽ bắn. Khi ấy một tên lính khác đang tiến tới, thầy liền ra lệnh cho hắn phải bỏ súng xuống. Không ngờ hắn đã mau mắn vâng lời. Với khẩu súng trong tay, tài săn bắn đã trở lại với thầy. Tiếng ồn ào đã làm cho cả đội lính chạy đến, nhưng khi thấy một ông thầy, bọn họ liền hết lo lắng. Khi cả bọn đã đến, thầy bắt họ phải bỏ súng xuống hết. Cả bọn đều cười nhạo một ông thầy cô thân cô thế mà đòi cản ngăn cả một đội lính. Ngay lúc đó, một con thằn lằn chạy qua đường. Thầy liền giơ súng. Chưa thấy thầy nhắm thì một tiếng súng đã nổi lên và con thằn lằn lăn ra chết tại chỗ. Sau đó thầy chĩa súng vào tên trung sĩ đầu bọn và một lần nữa bắt họ phải hạ khí giới. Được chứng kiến tài thiện xạ của thầy, cả bọn liền bỏ súng xuống.
Thầy bắt họ trả lại tất cả những gì đã cướp được của dân chúng, và sau khi đã bắt tên trung sĩ làm con tin, Thầy bắt họ phải dập tắt 3 chỗ cháy. Sau cùng, Thầy dẫn cả bọn ra khỏi thành và đuổi họ đi. Một số dân chúng còn lại trong phố được chứng kiến hành động can đảm của ông thầy dòng trẻ, cũng theo Thầy đuổi bọn lính và cùng với Thầy chiếm lại khu vực tu viện. Sau biến cố này, sức khỏe của Thầy tiếp tục sa sút. Hy vọng làn khí trong lành có thể làm cho sức khỏe Thầy phục hồi khá hơn. Đôi khi bề trên đã sai Thầy ra ngoài đồng chăn chiên và dạy giáo lý cho trẻ em. Thầy rất thích những việc ấy, và đám dân quê cũng rất mến Thầy. Sau một cuộc hành trình thật vất vả bằng lừa đến thành Penn để chịu 4 chức nhỏ, bệnh tình của Thầy càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Thầy bắt đầu ho ra máu và thường bị những cơn đau đầu dữ dội. Trong thời gian đó, sự kết hiệp nội tâm với Thiên Chúa đã làm cho cuộc sống của Thầy trở nên một cuộc cầu nguyện liên lỉ. Khi thành Isola thấy Thầy Gabriel ra dự các giờ kinh lễ ở nhà thờ, họ bắt đầu thắc mắc, và khi được biết là Thầy đang bị bệnh, họ đã mang đến các thứ đồ ăn như bơ, kem, trứng và thịt để biếu Thầy vì ân nhân của họ trong lúc khốn khó. Bây giờ họ muốn đáp trả cho Thầy trong số những điều họ có thể. Trong lá thư sau cùng gửi cho người em, Thầy Gabriel xin em chuyển đến cả gia đình tấm lòng triều mến của Thầy. Thầy tiếp, hãy nói cho cả nhà biết là anh luôn được hạnh phúc ở đây. Nhờ tình thương Chúa, anh thà là kẻ hèn mọn nhất trong nhà dòng hơn là một hoàng tử của một vua chúa trần gian. Trong cơn bệnh sau cùng, các bạn học cũng như các anh em dòng đều nhận ra Thầy đang phải đau đớn cùng cực, nhưng vẻ mặt của Thầy luôn tươi cười, và Thầy luôn giữ được một thái độ vui tươi. Những ai đến thăm đều được Thầy kể cho nghe một câu chuyện vui. Dù mình đang mang bệnh, Thầy vẫn không ngừng lo lắng cho người khác. Một học sinh đã được chỉ định để canh chừng Thầy ban đêm. Sáng ra Thầy xin lỗi anh ta vì đã ho suốt đêm, làm cho anh ta không ngủ được. Sau đó, Thầy xin bề trên cho phép anh ta được ngủ thêm. Đến ngày 27 tháng 2 năm 1862, trong khi cầm ảnh Đức Mẹ trong tay, Thầy cố gắng đọc kinh cầu cho người hấp hối. Sau cùng Thầy thì thào, Giêsu Maria Giuse, rồi nhắm mắt một lần cuối. Năm 1891, giáo quyền tại Terni bắt đầu điều tra về cuộc đời và nhân đức của Thầy. Thầy Gabriel đã được phong chân phước vào năm 1908 và được phong hiển thánh năm 1920. Lễ phong thánh cho Thầy Gabriel có sự hiện diện của 45 hồng y, 280 giám mục và 61.000 tín hữu. Một người em của Thầy là ông Michael cùng với bà Maria Penercetti là người tình cũ của Thầy, và người y tá coi sóc Thầy trong cơn bệnh sau cùng cũng có mặt trong ngày lễ phong thánh của Thầy. Xin Thánh Gabriel cầu cho chúng con được noi gương bắt chước người biết dâng trọn cuộc đời phụng sự Chúa và hết lòng yêu mến Đức Mẹ. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401. 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.